Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin BBC Tiếng Việt tại London dừng hoạt động sau 70 năm. Ngày 24 tháng 9, VOA Tiếng Việt có bài BBC Tiếng Việt nói lời từ biệt London sau hơn 70 năm của nhà báo biên tập viên Nguyễn Hùng, người từng làm việc cho BBC trong một thời gian dài. Tác giả cho biết BBC Tiếng Việt cùng một số bang châu Á khác tổ chức buổi chia tay hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của BBC ở London, đánh dấu chấm hết cho chương sử 70 năm của BBC Tiếng Việt. BBC Tiếng Việt vốn lập ra để phát thanh tiếng Việt với buổi phát sóng đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1952. Tuy nhiên, các chương trình phát thanh tiếng Việt của BBC giảm dần thời lượng vào đầu thập niên 90 và dừng hẳn vào ngày 26 tháng 3 năm 2011. Lý do vì lượng người nghe giảm đáng kể do tác động của Internet, hình ảnh bài trên VOA tiếng Việt. Theo tác giả, lý do chính của sự cắt giảm nhân sự và chương trình ở BBC là tiền đâu đầu tiên. Trước đây, BBC World Service, phần hướng ra thế giới bên ngoài của BBC, được Bộ Ngoại giao Anh tài trợ. Nhưng tập đoàn BBC đã phải nhận trách nhiệm về tài chính cho thế giới vụ từ năm 2014. Thu nhập của BBC cho năm tài khóa 23-24 ước tính khoảng hơn 5,5 tỷ bản Anh, trong đó gần 4 tỷ thu trực tiếp từ người dân qua khoản lệ phí truyền hình. Phần còn lại là từ bán chương trình và tiền quảng cáo thu được từ các dịch vụ phát ra nước ngoài. BBC không được chạy quảng cáo tại Anh. Mặc dù vậy, BBC ước tính họ đã phải chi ra nhiều hơn so với thu vào khoảng 350 triệu bảng và khoản cần tiết kiệm thường niên trước đây ở mức 285 triệu bảng, giờ đây lên tới 400 triệu. Tác giả cho hay, khoản thực chi của BBC cho BBC World Service trong năm 2022 là hơn 350 triệu bản Anh, trong đó khoảng 250 triệu lấy từ nguồn thu lệ phí truyền hình và phần còn lại là trợ cấp ngắn hạn của chính phủ Anh. Những nhân viên của BBC trong đó có BBC tiếng Việt mất việc lần này nằm trong số hơn 380 người bị BBC sa thải để tiết kiệm gần 30 triệu bản Anh từ ngân sách của Thế giới vụ. Hình ảnh BBC Tiếng Việt cùng một số bang châu Á khác tổ chức buổi chia tay hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của BBC ở London. Từ con số hơn 10 người làm việc cho BBC Tiếng Việt ở London kéo dài trong nhiều năm, giờ BBC Tiếng Việt chỉ còn 3 người, trưởng ban Nguyễn Giang, hai phóng viên và biên tập viên Bình Khuê và Minh Thư và ba nhân viên cuối cùng ở London cũng chỉ ở lại tới giữa tháng 11 năm nay đó sẽ là thời điểm mà bbc không còn sự hiện diện của tiếng việt trong trụ sở chính của bbc tại london vẫn theo tác giả mặc dù bbc tiếng việt vẫn còn văn phòng ở bangkok nhưng không có ai từ văn phòng london sẽ chuyển tới thái lan cũng tương tự hầu hết các nhân viên của các bang châu á khác sẽ không chuyển tới các văn phòng khu vực ở jakarta seoul hay islamabad tác giả bày tỏ cảm xúc tồi tệ khi tới tham gia buổi chia tay của các bang châu Á. Khi chứng kiến khu vực làm việc của các bang châu Á vốn chiếm tới một nửa diện tích tầng năm với hàng chục bàn làm việc, thì giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 4 bàn, trong đó chỉ có hai máy tính. Tác giả nhận xét đây không phải là lần đầu tiên BBC đối xử với con người như những con số, nhưng đây là một trong những lần nghiêm trọng nhất vì họ đã xóa đi một trang sử mà các bang ngôn ngữ vùng châu Á và các vùng khác đã viết lên trong nhiều thập niên. Trong trường hợp của BBC Tiếng Việt là xuyên qua ba cuộc chiến của người Việt với Pháp, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại các phòng hợp của BBC, những trang trí liên quan tới các bàn ngôn ngữ, trong đó có bản đồ các tỉnh của Việt Nam đã bị gỡ bỏ. Tác giả không hiểu vì sao họ phải làm vội vã như vậy, trong khi một số nhân viên của các bang vẫn còn ở lại BBC trong vài tháng tới. Và kể cả khi các nhân viên đã rời đi, cái gì là một phần của lịch sử thì vẫn nên giữ lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin BBC Tiếng Việt tại London dừng hoạt động sau 70 năm. Phải biết quan tài để không đổ lệ Ngày 23 tháng 9, blog Gió Bớt trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận Nguyễn Phương Hằng đã đổ lệ vẫn chưa thấy quan tài tác giả bình luận vụ bà Nguyễn Phương Hằng chửi lộn online bị khởi tố điều tra theo điều 331 là chuyện hiếm hoi trong lịch sử tố tụng của loài người. Hồ sơ điều tra bị trả tới lui quá tam ba bận, cần lên nhắc tới khởi tố bổ sung cũng hai ba lượt, kéo dài 18 tháng mới đưa ra xét xử. Hình ảnh bài bình luận trên blog gió Bất. Tác giả Mễ Mai những ca sĩ bị Phương Hằng vạch mặt chỉ tên không được xem là bị hại mà lừng lửng sắm vai người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong tố tụng xứ thiên đường. Vai trò pháp lý này dễ bị chuyển hóa thành vai trò khác. Ai cũng kêu ai oái đòi được làm người bị hại nhưng tòa thì nhất định không cho. Tác giả nhận xét người tham gia chửi hàng sáo như nhà báo Hàng Ni, luật sư Đặng Anh Quân dính dưỡng cùng một tội danh 331 cũng là kỳ. Những nhân viên kỹ thuật lại bị tuyên đồng phạm với vai trò giúp sức. Nếu theo logic ấy thì các công ty cung cấp đường truyền và các kênh YouTube, các nền tảng xã hội chuyển tải các clip chửi nhau cũng phải xem là đồng phạm. Trớ trêu, người đồng dường chiếu, đồng ngồi livestream với nữ đại gia hàng chục buổi lại thoát tội đồng phạm. Tác giả cho biết, phiên tòa xét xử vụ thường phạm chửi lộn nhưng kính kẻ long trọng như án an ninh quốc gia công an dân phòng bảo vệ rào chắn nhiều tầng nhiều lớp quanh tòa dần không được vô coi báo chí tác nghiệp thì qua màn hình tác giả chăm chọc phiên tòa thành công rực rỡ khi tái diễn màn chửi mắng đá xéo đá đểu công khai giữa các phe sau 18 tháng bà Hằng thậm chí còn đẩy đà hơn trước dùng mạo được make up chỉnh chu thần thái tươi tỉnh, không hề hôm hem mệt mỏi như bao bị cáo khác. Chứng tỏ bà Hằng có chế độ cơm tù đặc biệt hoặc bà hạp khẩu cơm tù. Trước tòa khẩu khí của bà Hằng dù có hạ nhiệt, phong thái, giao búa có giảng lược nhưng sự cao ngạo chua ngoa thì vẫn còn nguyên. Hình ảnh bà Hằng xin lỗi chính quyền và người bị bà đụng chạm không rõ có bao gồm những người mà bà vẫn đôi co trước tòa hay không tác giả nhạo bán trong nền tố tụng có bình đẳng cao với bình đẳng thấp. Bà Hằng đứng trước tòa đường bệ hiên ngang, gấp vạn lần các bị cáo từng là quan chức đầu triều. Không chỉ xem các luật sư của đối thủ như rơm rác, mà cả với quan tòa, bà Hằng cũng gắt gỏng như mình là người bằng vai phải lứa. Vậy mà tòa cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên người đẹp không được đôi co với luật sư và lu miệng nhắc tuồn rằng bị cáo được quyền không trả lời tác giả ước ao giá mà các bị cáo khác phạm tội theo điều 331 được tòa cho hưởng quyền bình đẳng cao được quyền không trả lời các câu hỏi thẩm vấn không bị răng đe là thái độ thiếu hợp tác thiếu thành khẩn sẽ là tình tiết tăng nặng thì người dân ở nền tư pháp xứ thiên đường sẽ hạnh phúc biết bao tác giả nhận định dù nước mắt đã rơi nhưng qua thái độ trước phiên tòa và nội dung bày tỏ lòng hối hận xin lỗi chính quyền bà Hằng chưa thấy được cái quan tài là nguyên nhân hệ quả khiến bà phải ngồi tù. Khi ra tòa, bà Hằng không hiểu được vì sao bà không bị xử về tội làm nhục người khác hay vu khống mà lại bị xử theo điều 331. Tác giả phân tích, tòa đã xác định chủ thể mà bà Hằng xâm hại là các quan hệ xã hội lợi ích nhà nước, chứ không phải là 10 người mà bà Hằng đã chửi lộn. Hình ảnh bà Hằng kéo quân về hạch tội cụ Lê Tùng Vân tiếp tay cho công an tấn công trấn áp cơ sở tôn giáo thiền am bên bờ vũ trụ. Bà Hằng khai trước tòa, công an nhiều lần mời lên làm việc nhưng không thể nói là bà Hằng phạm luật an ninh mạng. Thậm chí ngay trong cao điểm mùa dịch, bà Hằng xuất quân đến thiền am bên bờ vũ trụ hạch tội cụ Lê Tùng Vân, quy tụ hàng ngàn người hiếu kỳ, đã không bị xử phạt vi phạm 5K mà bên ngoài còn có công an Đức Hòa bảo vệ, bên trong xe còn có hai đại tá đi cùng. Tác giả nhận định bà Hằng có hai đại công với đảng và nhà nước. Công thứ nhất, khóa kính dòng tiền cứu trợ của xã hội chảy ra, cửa tư nhân, lùa hết vào túi mặt trận tổ quốc. Một chủ trương lớn mà đảng, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp quy nhưng chưa thực hiện được. Qua vạ miệng từ cái loa phương Hằng, niềm tin của người dân vào giới văn và nghệ sĩ những người từ thiện tư nhân sẽ giảm sút đồng thời cũng làm những người tâm huyết phải chùng tay. Công thứ hai, bà Hằng đã khuếch đại tối đa làn sóng vu cáo cụ Lê Tùng Vân và thiền am bên bờ vũ trụ để công an Long An dễ bề tung đòn dứt điểm khởi tố bắt giam sau mấy năm dài ủ mưu, tìm cớ. Tác giả đánh giá công lớn nhưng tội cũng không phải nhỏ. Tội lớn nhất của bà là có quá nhiều người hâm mộ với chế độ cộng sản thì tiền bạc lợi ích vật chất có thể chia sẻ được, nhưng niềm tin, quyền lực chính trị thì không. Thiền Nam bên bờ vũ trụ nổi tiếng vì các kênh Youtube đạt nút vàng nút bạc, các chương trình văn nghệ có hàng triệu lượt view, lại không đầu phục triều đình giáo hội quốc doanh. Bà Hằng có hàng vạn fan cuồng, hàng triệu lượt view qua các livestream, nhưng lại ngắn não, ảo tưởng về sức mạnh tiền bạc và các mối quan hệ. Án 3 năm, là có châm trước cho bà rất nhiều. Cuối cùng tác giả đưa ra lời khuyên không dành riêng cho bà Hằng rằng đừng thấy đỏ mà tưởng là chính, phải biết quan tài để không đổ lệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Phải biết quan tài để không đổ lệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d